Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 19, tối ngày 19 tháng 7 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là hơn 11 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho các bạn. Thì các bạn nào chưa ưng sản phẩm thì bên em có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Và mỗi tối bên mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ, thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn sản phẩm đầu tiên. Và sản phẩm buổi tối ngày hôm nay thì về bên em về rất nhiều sản phẩm Samsung Note 8. Thì hôm nay thì bên mình sẽ vừa bán vừa tri ân cho các bạn là sản phẩm Samsung Note 8 dùng rất là sướng, rất là phê. Tính năng đầu tiên của về sản phẩm Samsung Note 8 thì các bạn cũng biết rồi. Đây màn hình đang đen thui như này nha, các bạn chỉ gõ vào đây. Đấy, gõ vào đây là sẽ ra là ngày tháng giờ các kiểu đây. Các bạn đêm ngủ các bạn chỉ gõ tay vào màn hình, nó sẽ ra ngày tháng giờ các kiểu ABC phần trăm pin. Rất là thích nhá. Đấy, tính năng đầu tiên của Samsung Note 8 đấy. Thì bên em nó có đây. Đấy. Note 8 này cực kỳ là rẻ, cực kỳ là phê. Đấy, Note 8 này thì mình sẽ nói sơ cua qua về cấu hình. Con này thì là màn hình là 6,3 inch nhá. Màn hình là tràn viền 6,3 inch. Đấy. Màn hình tràn viền 6,3 inch. Độ phân giải của nó là 2K các bạn nhá. Độ phân giải màn hình của nó là 2K. Đấy, ngang một sản phẩm là TV 4K này nhé. Đấy, thì mình sẽ kết nối wifi. Kết nối wifi cho các bạn này. Mình sẽ từ nghe từ tính năng nghe nhạc xem phim nó nhé. Của nó là RAM, con này là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64/256GB các bạn nhé. Con này thì sẽ có bảo quản là RAM 6GB, bộ nhớ trong là gì nhỉ? 64GB, nó có hai loại phiên bản ạ. Thì là màn độ phân giải màn hình của nó 2K thì các bạn xem phim cực kỳ là phê, cực kỳ là nét. Đấy. Con này thì hỗ trợ thẻ nhớ ngoài. Tất cả lô nhà mình đều đấy đây đều là máy Hàn, hai SIM nhá. Tất cả lô nhà mình đều là máy Hàn nhá. Máy Hàn hai SIM. Thì các bạn mình cũng theo khuyên các bạn là các bạn nên chọn sản phẩm Samsung máy Hàn. Máy Hàn thì nhất là biết tại sao không? Tại vì máy Hàn thì bên Hàn Quốc thì họ không sửa. Họ nói chung là họ dùng lỗi thời thì họ thanh lý luôn, chứ họ không có sửa như ở Việt Nam mình đâu. Việt Nam mình thì tận dụng đủ thứ ABC. Hàng này thì mình nhập nguyên chiếc ở bên Hàn nên các bạn cứ yên tâm nhá. Đấy, bản 256i, màn hình là 6,3 inch, pin thì hơn 3000. Đấy, thì có hỗ trợ sạc nhanh nhá. Đấy, rất là thích nhá. Android thì nói chung là các bạn có thể lên Android mới nhất được này. Note 8 này thông tin mà mềm. Còn nó là phiên bản Android 9, các bạn có thể lên Android 10 cũng được nhá. Thì mình sẽ nghe vào xem là phim 4K, các bạn có thể là gõ vào kênh là Triệu Phú TV này. TV đấy, các bạn có thể gõ kênh Triệu Phú TV, các bạn kích vào đăng ký kênh này. Đấy, các bạn kích vào đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên thì mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý quả cũ giá rẻ, thì các bạn sẽ người xem đầu tiên. Mình sẽ vào sim 4K này. Đấy, cho bạn xem phim 4K là sắc nét như nào nhé. Đợt loa cực kỳ là hay này. Đấy, loa ngay nhạc đây, phim 4K này. Đấy, các bạn nhìn chưa, sướng chưa? Đấy. Đây. Đây, các bạn xem phim 4K đấy, không có độ nhiễu mờ hay là gì nhá. Dùng rất là thích nhá, Samsung Note 8. Thì biết tại sao đến thời điểm bây giờ thì thứ nhất là các bạn nên dùng sản phẩm Samsung Note 8 không? Tại vì lúc cái thời điểm nó mới ra ấy thì nó gì nhỉ? Lúc thời điểm mới ra của nó Note 8 ấy thì nó ngang với gì nhỉ? Gần 30 triệu, ngang với một con xe lít chưa đăng ký bây giờ. Đấy, ngang một con xe máy lít chưa đăng ký bây giờ. Đấy, thứ nhất là nó thế. Thứ hai nó là gì nhỉ? Đắt hơn cả một Way A cơ. Đấy, tại vì những sản phẩm mà gần 30 triệu thì sẽ Samsung là sẽ, nói chung là nó thật phải bạn, nó cho chút rất là nhiều. Đấy. Đấy, hai đèn này, hai camera, một đèn flash này, vân tay này, khuôn mặt này, nó có rất nhiều tính năng nhá. Mở khóa khuôn mặt này, vân tay này, các kiểu pin thì đang bị gần hết pin rồi. Đấy. Nói chung là nhiều tính năng lắm. Nhiều tính năng lắm đây. Tính năng của nó thì rất nhiều tính năng. Mình sẽ vào màn hình khóa này. Đây, rất nhiều tính năng lắm. Đây. Con này thì là khuôn mặt này, mống mắt này, vân tay này, rất nhiều tính năng khóa mở màn hình nhá. Đấy, với độ màn hình phân giải có nghĩa là 2K các bạn xem phim hình ảnh rất là tuyệt vời ạ. Thì tối nay mình về rất nhiều, mình sẽ báo giá từng trạng từng con một. Đây các bạn, mình sẽ vào nghe RAM 6GB các bạn nói thật với các bạn, RAM 6GB thì pin này đang bị gần hết rồi, 4%. Nói chung với cái RAM là 6GB, nói thật với các bạn, dùng quá là sướng luôn.
RAM 6GB thì chạy cực kỳ là nhanh. Đấy. Đấy. Đấy, các bạn nghe nhạc ấy. Nghe nhạc thì cực kỳ là phê nhá. Đấy, nghe nhạc cực kỳ là phê. Thứ nhất là nó hỗ trợ cái bút nhá. Cái bút này thì nó thật với nó tám họ cho chút lắm này. Các bạn viết nhẹ là được. Các bạn ký tên này. Nói chung là sướng lắm. Đây. Đây các bạn gõ nhẹ là được nhá. Bút viết các bạn viết trau trơn lắm, sướng lắm. Đấy, đó là nó có cái bút hỗ trợ cái bút viết các bạn viết rất sướng nhá. Nhà các bạn có em nhỏ các bạn mua sản phẩm này về cho các em nhỏ vẽ cũng được, rất ok nhá. Cổng sạc của nó là cổng sạc Type-C, dùng rất là thích ạ. Và đây là chân tai nghe. Đấy, thiết kế rất hay. Này, nó volume này và nút nguồn này rất là thích ạ. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 này, các bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất. Thì tất cả mình sẽ báo giá trực tiếp cho bạn, thì các bạn ưng sản phẩm này mình có thể là nhờ liên hệ trực tiếp qua mình qua đây, số này mình dùng Zalo, và hoặc là liên hệ qua hai số trực tiếp này của mình, hoặc đây là gần địa chỉ cửa hàng của mình, các bạn ở gần địa chỉ cửa hàng mình có thể trực qua trực tiếp cửa hàng mình. Và Hà Nội thì bên mình có ship luôn trong ngày ở khu vực thành phố, còn ở ngoài xa Hà Nội thì mình sẽ ship trong vòng một ngày, còn các tỉnh lẻ xa nữa thì trong miền Nam thì chắc mất tầm 3-4 ngày nhá. Mua hàng bên mình thì các bạn ưng sản phẩm mình có thể chọn hình thức là chuyển khoản trước. Còn các bạn nào mà muốn nhận hàng thanh toán ấy thì các bạn có thể là gì nhỉ? Chọn hình thức là phải cọc trước cho mình nhá. 50k và 100k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhá. Đấy, tùy theo mức giá sản phẩm ạ, rất là ok ạ, Note 8 đây ạ. Thì tất cả sản phẩm Note 8 bên mình này cứ lỗi đổi một tuần và bảo hành là 6 tháng, nên các bạn yên tâm, cứ mua về dùng đi. Thì theo lời khuyên của mình thì các bạn có nên mua hàng online không ấy? Thì theo lời khuyên của mình các bạn nên mua hàng online. Thứ nhất là các bạn mua hàng online là các bạn là người cực kỳ là quá thông minh, quá am hiểu công nghệ, các bạn có thể là vào shop mình, các bạn xem giá cả, chức năng máy các bạn, rồi các bạn có thể là xem qua một kênh khác, các bạn có thể là xem giá cả bên nào hợp lý các bạn thể mua. Rất là sướng, hoặc các bạn cọc tiền người ta ship hàng, chuẩn hàng các bạn số tiền, rất là sướng ạ. Nên là các bạn ngồi ở nhà các bạn có người mang điện thoại tới dùng rất là sướng ạ. Đấy, Note 8 nhá. Đấy, rất là dở à. Các bạn mua nên mua hàng online nhá. Thì Note 8 đầu tiên thì con này thì mình hôm nay mình vừa về con màu xanh này. Hình thức máy con này còn 90% các bạn nhé. Đấy, máy còn 90%. Con này thì là bản Hàn, 2 sim, 2 sóng. Con này thì tình trạng là màn đẹp nhé. Màn đẹp không ám ố nhé. Con này là màn đẹp không ám ố này. Thì mình sẽ xem bộ nhớ con này là RAM 6GB, bộ nhớ con này là bao nhiêu GB nhé. Mình sẽ xem từng chặn. Hình như nó lòi ở đây, nó lệch. Nó lòi ra vài con 256 thì mình phải xem kỹ nhé. Đấy, con này là RAM 6GB. Bộ nhớ trong là 256GB nhé. Con này là bản RAM 6GB, bộ nhớ trong là 256GB ạ. Đấy. Con này là màn đẹp không ám ố. Đấy, màn đẹp thì không ám ố. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 4.800.000 nhá. 4.800.000 thì ạ, 4.800.000. Đấy. Tại vì những sản phẩm mà Note 8 này thì trên thị trường ấy, trên thị trường người ta bán là thứ nhất là máy Hàn ấy thì nhiều shop lớn thì cũng bán với giá là 5.500.000 đến 6 triệu nhá. Nhưng mà bên mình chỉ với giá là dưới 5 triệu nên các bạn yên tâm nhá. Con này Note 8 màn hình đẹp không ám ố, bản 256GB. Bên mình đang bán các bạn giá là 4.800.000 nhá. 4.800.000 đấy ạ. 4.800.000 sao không? Note 8 bản RAM 256GB nhá, 4.800.000. Đấy, con này là con số 1 thì mình sẽ đánh dấu luôn cho bạn. Đấy, các bạn mua Note 8 dùng rất là sướng ạ. Đấy. Đấy. Dùng sướng lắm. Các bạn mà chạy Grab các bạn nổ đơn cực kỳ là nhanh, con này là số 1 ạ. Đấy, các bạn mình sẽ đánh dấu số để các bạn lựa chọn nhé. Số 1 thì là 4.800.000. Đây, số 1 là 4.800.000. Con này là bản 256GB nhé. 56GB ạ. Đấy, số 1 là 256GB. Đấy. Đấy, 256GB các bạn nhé. Đấy, 256GB ạ. 256GB. Đấy, hình thức là máy đẹp còn 90% nhé. Rất là đẹp nhé. Đấy. Rất là đẹp. Đấy, bản 256GB mình bán với giá chỉ với giá 4.800.000 thôi. Trên thị trường đang bán toàn 5.500.000 với 6 triệu đồng nhé. Đấy, mà màn đẹp nhé, mình sẽ bán cho các bạn cực kỳ là rẻ, các bạn yên tâm, không phải lo về giá đâu. Và con thứ hai cũng là màu xanh nhé. Màu xanh thì mình sẽ xem tình trạng con này luôn. Đấy, con này thì màn chỉ gọi là màn đẹp không ám. Nhưng mà con này chỉ với giá, con này chỉ lưu trữ một chút thôi nhé. Đấy, con này chỉ lưu trữ một chút thôi. Con này thì là màn đẹp này. À, không ám ố, con này chỉ bị lưu trữ một chút thôi. Bên mình đang bán cho bạn giá là 4 triệu đồng ạ. Đấy, con này thì màn đẹp nhá, không ám nhá. Bên mình đang bán cho bạn giá là 4 triệu đồng ạ. Đấy, 4 triệu đồng. Con này là con số 2, bên mình đang bán giá là 4 triệu đồng ạ. Đấy.
Tùy các bạn lựa chọn nhé, thì mình sẽ báo giá trực tiếp cho các bạn, các bạn lựa chọn cho nó dễ, hoặc các bạn đọc số cho mình để mình gạch cho nó dễ nhé. Số 2 này 4 triệu đồng này. Đấy. Với mức giá 4 triệu đồng hoặc là đến 5 triệu thì các bạn mua sản phẩm, mà đừng, các bạn đừng nên mua sản phẩm máy mới. Máy mới các bạn mua cho các bạn dùng chán, bán cực kỳ lỗ, nhưng mà các bạn mua sản phẩm này các bạn mang chán mang đi bán lại không bao giờ lỗ nhiều bằng sản phẩm đời mới bây giờ nhá. Nói chung những sản phẩm đời mới bây giờ thì nó thật với các bạn dùng một thời gian thôi, đơ lòi ra mà chậm cái gì ra. Đây con này ram 6 GB, tội gì các bạn phải mua. Tội gì các bạn phải mua mới con số 2 nhưng là 4 triệu đồng ạ. Và con này là con số 3. Đấy. Số 3 thì con này thì là màn hơi ám hồng một chút thôi. Đấy, con này thì là màn hơi ám hồng một chút. Đấy, bên mình đang thanh lý cho bạn với giá là 3 triệu 800k nhá. 3 triệu 800k, màn con này là hơi ám hồng. 3 triệu 800k. Đấy. Mình bao cho bạn là men zin, màn zin nên các bạn yên tâm nhá. Số 3 này. 3 triệu 800k nhá. Đấy. Và sản phẩm bên mình thì có tặng kèm sạc nhanh nên các bạn yên tâm nhá. 3 triệu 800k này. 3 triệu 800k nhá. Số 3 nhá. Và con số 4. Số 4 đây. À, con này cũng bị hơi ám hồng một chút. Bên mình đang bán cho bạn với giá là cũng giá với giá là 3 triệu đấy nhá. À, 3 triệu gì nhỉ? À, 3 triệu 800k nhá. Con số 4 với 3 triệu 800k nhá. Mà toàn máy đẹp nhá. Toàn đẹp là gì nhỉ? Toàn máy đẹp là trên 90% nhá. Đẹp keng luôn này. 3 triệu 800k. Đấy, các bạn không mua thì các bạn mua cái gì? Ngoài đang mưa to lắm, mình đâm mình phải nói to một tí nhá. Bên ngoài đang mưa to lắm. Số 3, à số 4 này. 3 triệu. Đấy. Bạn nào thích rẻ thì các bạn có thể là rẻ, thì mình sẽ nói trực tiếp cho các bạn luôn. Đấy. Rồi. Và con này thì là gì nhỉ? Con này thì là màn đẹp nhá. Đấy. Con này thì là màn đẹp nhá, không ám nhá. Con này màn đẹp không ám. Nó chỉ bị lưu 1-2 chữ ở đây thôi nhỉ. Nó chỉ lưu 1-2 chữ ở góc này thôi. Màn đẹp không ám. Đấy. Chỉ với giá con này thì chỉ lưu mấy chữ ở đây thôi ạ. Chỉ lưu mấy chữ đây thôi nhé, lưu một tí tí đây thôi. Đấy. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 4 triệu 200k nhé. 4 triệu 200k. Con này mình sẽ xem nó bản bao nhiêu ghi nhé. Đấy. Con này là bản RAM 6GB, bộ nhớ trong là 256GB nhé. Bản 256GB nhé, con này là bản 256GB. Con này mình bán giá là 4 triệu 200k nhé. Màn đẹp không ám, chỉ hơi lưu trữ một tí thôi. Đấy. Con này là con số 5 nhá. Số 5 4 triệu 200k. 4 triệu 200k. Con này thì là gì nhỉ? 256GB nhá. Đấy, mình về rất nhiều, nó tàng nhiều lắm, con này mình nhiều lắm. Đấy ạ. Và con này là con số 6 này. Số 6 này. Số 6 con này thì là màn đẹp nhé. Số 6 con này màn đẹp ạ. Đấy, số 6 con này màn đẹp. Con này là màu gold, chỉ có bản 64GB thôi. Màu xanh, màu đen thì nó mới có 256GB. Đây. Con này thì là màn đẹp nhé. Đấy, màn đẹp, màn sáng đẹp ạ. Màu gold, máy đẹp keng, đẹp trên 90%. Đấy. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 4 triệu 500k nhé. Đấy, 4 triệu 500k, 4 triệu 500k, màu gold cực kỳ là đẹp đấy nhé. Thay sim đang bỏ ra ngoài. Thay sim mình đang để ở ngoài. Tất cả là đều là bản 2 sim 2 sóng online nhá. Con này thì là màn đẹp 4 triệu 500k nhá, màu hồn đấy. Đó, rất là đẹp. Con này là con số 6 4 triệu 500k nhá. Thao lựa chọn nó 8 nhá. Hôm nay thì mình về cực kỳ nhiều sản phẩm Note 8, các bạn theo lựa chọn này. 4 triệu 500k. 4 triệu 500k đấy. Con này là con số 6 nhá. 6 đấy. Số 6 4 triệu 500k nhá.
Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 số 6 này, máy đẹp keng này, các bạn nghe hàng mình sớm nhất nhá. 4.500.000, máy đẹp keng luôn, đẹp trên 90% luôn ạ. Rất là đẹp. Tiếp đến là con số 7 này ạ. Đấy, số 7 này. Đấy, con số 7 thì màn cũng đẹp nhá. Con số 7 thì màn cũng đẹp ạ. Con này cũng với giá là 4.500.000 nhá. Máy màu gold. Rất là đẹp, đẹp keng này ạ. Đấy, máy màu gold đẹp keng nhá. RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB nhá. Đấy. 4.500.000 nhá, còn màu gold nữa nhá. 4.500.000 rất là rẻ các bạn nhá. Con này là số 7, 4.500.000 nhá. Số 7 là 4.500.000, mình sẽ ghi đây luôn. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 số 7, 4.500.000 các bạn nhận hàng mình sớm nhất ạ. Đấy, và đây là con số 8 này. Đấy, màu gold, máy cũng đẹp keng đấy ạ. Màu gold, máy đẹp keng. Hai sim, hai sóng. Đấy. Đâu còn này hết pin rồi. Quên mà chưa sạc pin. Bây giờ mình sạc pin một tí nhé. Xong rồi mình sẽ... bỏ qua con số 8 đấy chứ. Mình sẽ ấy con này là số 8 nhá. Số 8 màu đen đấy, màu đen bóng rất là đẹp này. Con này thì là màn đẹp nhá. Đấy, con này là màn đẹp không ám màu á. Màn đẹp không ám màu á. Đây thì mình sẽ vào con này. Bao nhiêu ghi nhá. Con này là RAM 6GB, bộ nhớ trong là gì nhỉ? RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là gì nhỉ? 64GB. Con này màu đen rất đẹp. Màu đen này thì bên mình đang bán các bạn giá là 4.600.000 nhá. 4.600.000. Màn đẹp không ám ố nhá, 4.600.000. Tội gì các bạn phải ấy đâu. 4.600.000. Con này là con số 8 á. 4.600.000. Con số 8 này 4.600.000 nhá, màn đẹp không ám nhá. Màn đẹp không ám đấy ạ. Nó tám sướng lắm. Các bạn dùng nó 8 cực kỳ là sướng, 2 sim, 2 sóng mà RAM 6GB dùng rất ổn định, rất ok. Con này là con số 9 này. 9 màu gold, máy đẹp keng luôn này. Đấy, máy đẹp keng luôn. Đấy, con này thì là màn hơi bị ám một chút thôi. Hơi bị ám hồng một chút thôi. À con này à, hơi bị ám hồng nhẹ một chút thôi nhá. Đấy, con này thì bên mình đang bán các bạn giá là 4 triệu này. 4 triệu đồng. Đấy, con này là bản RAM 6GB, bộ như trong là 256GB. Con màu gold này mình bán 4 triệu nhá. Hơi ám ồng nhẹ một chút thôi nhá. Con số 9 này. Số 9 này 4 triệu đồng ạ. Đấy, số 9 là 4 triệu đồng nhá. 4 triệu đồng này. Con này con số 10. Đấy, con này thì là màn đẹp nhá, không ám nhá. Con số 10 này màn đẹp không ám. À, thì mình sẽ xem bảng con này bảng bao nhiêu ghi ạ. RAM 6GB, bộ nhớ trong con này sẽ là xem là bao nhiêu ghi. Bộ nhớ trong con này là 64GB nhá. Đấy. Con này cũng đẹp. Con này thì bên mình đang bán các bạn giá là 4.500.000 nhá. 4.500.000, đẹp, màn đẹp không ám nhá. 4.500.000 đấy ạ. Tội gì các bạn mua đời mới bây giờ. Đời mới bây giờ các bạn vừa bán đi lỗ mà thứ hai dùng thời gian đơ lòi ra nhé. Con này là con số 10 này. 4.500.000 rất là rẻ. Số 10 là 4.500.000 cho các bạn nhé. Màn đẹp không ảm mù nhé. Đấy. Và con đây là số 11 này. Đấy, số 11 con này cũng màn đẹp không ảm mù nhé. Màn đẹp không ám ố ạ. Mình sẽ xem bảng này bao nhiêu ghi. Con này bản 64GB nhé. RAM 6 bộ nhớ 64GB ạ. Màn đẹp không ám. Con này thì bên mình cũng bán với các bạn là 4.500.000 nhé. 4.500.000 đấy ạ. Rất là rẻ. Con này con số 11. Đấy, thao lựa chọn nhé. Với mức giá 4 triệu, hơn 4 triệu các bạn mua sản phẩm Note 8 cho mình.
Thứ nhất là các bạn chạy Grab nổ đơn cực kỳ là nhanh, các bạn dùng cực kỳ là sướng, màn hình 63 inch dùng rất là ok ạ. Số này 11 này, 4 triệu này, 500k đấy, màn đẹp không ám nhé. Con này con số 12 ạ. Số 12, con này thì là cũng màn đẹp không ám ồ ạ. Màn đẹp không ám ồ nhá. Con này thì máy đẹp ken luôn. Đẹp hơn cả bọn xanh. Đấy. 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 Xem mình xem bảng này là bao nhiêu ghi. Màu xám xám này. Dùng cực kỳ là phê này. Đấy. Các bạn mua về tặng người yêu hoặc là bạn gái cực kỳ là sướng này. Con này thì bên mình đang bán các bạn giá là 4.700.000. Con này thì máy đẹp 4.700.000 nhá. Con này thì là màn đẹp không ám ồ nhá, 4.700.000 đấy. Con số 11 ạ. Đấy, tội gì các bạn mua những sản phẩm khác làm gì đâu. Trên thị trường đang bán với giá toàn là hơn 5 triệu cơ. Màn ám các bán hơn 5 triệu, công ty ám đấy. Nhưng mà mình sẽ bán cho các bạn với giá cực kỳ là rẻ. Số 12 này 4.700.000. Đấy, cực kỳ là rẻ, màn đẹp không ám nhá. Đấy, và con này con số 13. Đấy, số 13. Con này thì là màn cũng đẹp nhá, màn đẹp không ám ồ nhá. Màn đẹp không ám ồ ạ, mình sẽ xem con này bao nhiêu ghi. Màu xanh thì nó hay có bản 256 ghi. Đấy, màn đẹp không ám ồ. Con này là bản RAM 6 ghi, bộ nhớ trong là 256 ghi. Đấy, con này cực kỳ là đẹp luôn. Đẹp keng luôn. Đấy, con này thì bên mình đang bán các bạn giá là 4.800.000 nhá. 4.800.000 đấy ạ. Đấy. 4.800.000 các bạn nhá. Con này là bản RAM 6 GB, bộ nhớ trong là 256 GB, màn đẹp không ám ồ á. Con này là con số 13. Số 13. 4.800.000 nhá. Số 13 là 4.800.000 đấy. Đấy. 4.800.000. Đấy, lòi ra mấy con bản 256 ghi cơ. Và đây là con này sẽ là màn này. À, con này thì cũng mà màn đẹp nhá. Màn đẹp không ám nhá, chỉ bị lưu một chữ tí ở đây thôi. Con này thì là màn đẹp không ám nhá, chỉ lưu một chữ tí đây thôi. Đấy. Con này đẹp keng luôn. Con này thì bên mình đang bán cho bạn giá là 4.200.000 nhá. 4.200.000 đấy, cực kỳ là rẻ đấy. Mình xem con này bao nhiêu ghi. Con này bản 64 ghi sao ấy. Đấy. 64 ghi nhá. Và con số 14 này là 4.200.000 nhá. Đấy, rất nhiều máy cho bạn lựa chọn, toàn Note 8 đời cao. Dùng cực kỳ là phê, dùng cực kỳ là sướng nhá. Số 14 này. 4.200.000. Đấy, màn đẹp không ngàm nhá. Đấy. Con này thì mình đã sạc được 5% pin rồi. Đấy, con này màu gold đẹp quá này. Mình sẽ bật lên mình xem chi tiết cho các bạn luôn. Đó. Rất nhiều máy rẻ, giá rẻ các bạn nhá. Note 8 rất là nhiều, cứ xanh, đỏ, đen, vàng, gold. Màu đen thì hôm nay thì hơi ít. Nhưng màu xanh, màu xám thì mình còn vài chiếc này. Rất nhiều tính năng hay Note 8 các bạn. Tội gì các bạn không mua đâu. Đấy. Con này thì cũng là màn đẹp không ám nhá. Con này là màn đẹp không ám. Bên mình đang bán các bạn giá là 4.500.000 nhé. 4.500.000 màu gold cực kỳ đẹp. Đây là khay sim mình bỏ ra, mình chưa lắp vào nhé. Mình vừa mới phay hai sim mà. 4.500.000 nhé. Con số 15 này nhé. 4.500.000. Đấy, rất nhiều máy cho bạn lựa chọn. Số 15 4.500.000. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 này, các bạn nghe hàng mình sớm nhất. Tất cả giá và tình trạng máy thì mình sẽ báo chi tiết cho các bạn rõ ràng rồi. Thì các bạn thích sản phẩm nào ưng giá mình có thể nhấc máy lên liên hệ trực tiếp mình, một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại và đây là địa chỉ cửa hàng của mình. Các bạn nào gần địa chỉ cửa hàng mình, các bạn có thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình mua bán, giao lưu, trao đổi điện thoại cũng mới. Và mình sẽ còn vài cái máy cỏ nữa. Con này là con Oppo A83. A83 thì con này là 1.500.000 nhá. A83 1.500.000. 1.500.000 RAM 3 GB, bộ nhớ là trong là 32 GB nhá.
Oppo A83 này, con này là hai sim hai sóng nhá. Oppo A83 1,5 triệu, nói màu đỏ rất là đẹp, rất là phê. Giờ 1,5 triệu nhá, A83 nhá. Đấy, A83 1,5 triệu. Và con này là con Oppo A7 ạ. Đấy, A7 là RAM, con này là RAM 4GB. Bộ nhớ trong là 64GB. Đây con Oppo A7. Hình thức máy đẹp còn trên 90%. Con này thì bên mình đang bán cho các bạn với giá là 2 triệu. 2.450k nhá, 2.450k rất là rẻ. Oppo A7 đấy ạ. Nói chung là những sản phẩm Oppo thì bọn chúng đập máy mới hỏng thôi. Còn bình thường lỗi vặt ít, kể cả Samsung cũng thế. 2.450k sản phẩm Oppo A7. RAM 6 RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB nhá, A7 đấy ạ. Đấy, bạn nào thích Oppo giá rẻ cũng được nhé. Và đây là con Oppo F1S ạ. F1S thì con này cũng khá là đẹp ạ. Con này là RAM 3GB, bộ nhớ trong con này là 32GB nhá. Đấy, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, hình thức là máy đẹp còn 90%. Con này thì bên mình đang bán các bạn giá là 1.500k nhá, sản phẩm là Oppo F1S nhá. 1.500k này, Oppo F1S đấy ạ, rất là rẻ nhá. Bạn nào thích sản phẩm Oppo F1S thì các bạn nhà hàng mình sớm nhất nhá. Và đây là con Vivo, con này là Vivo gì nhỉ? V55S, i55S ạ, con này thì là máy zin nguyên bản nhá. Con này thì bên mình đang bán các bạn giá là 1,1 triệu nhá. Vivo i55S ạ, 1,1 triệu nhá. RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB nhá. Đấy, tặng kèm các bạn một cái ốp luôn nhá. Con này thì bên mình đang bán các bạn giá là 1,1 triệu nhá. Đấy, 1,1 triệu ạ. Và đây là con Note 5. Note 5 thì con này thì là 2,4 triệu nhá. Đấy. Note 5 thì con này bên mình đang thanh lý các bạn giá là 2,4 triệu. Máy màu đen rất là đẹp, hình thức là đẹp trên 90% ạ. Con này thì là màn đẹp không ám ố nhá. Note 5 này là 2,4 triệu các bạn nhá. Đấy, rất là rẻ các bạn nhá. Note 5 2,4 triệu đấy ạ. Và con này là con A8 2018, con này là bản công ty 2 SIM. Bên mình đang bán các bạn giá là 2,6 triệu nhá. Con này là bản công ty 2 SIM. A8 2018, con này là bản công ty 2 SIM. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Bên mình đang bán các bạn giá là 2,6 triệu nhá. Bản công ty 2 SIM nhá. Đấy, rất là rẻ. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình đang bán cho bạn với giá rất nhiều sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ cho các bạn. Thì các bạn nào ưng sản phẩm bên mình, các bạn thấy nhấc máy lên, liên hệ trực tiếp qua số mình để đặt hàng. Và tất cả giá bên mình sẽ báo trả trực tiếp. Thì các bạn ưng sản phẩm bên mình, các bạn liên hệ trực tiếp cho mình sớm cho mình nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn xem video của mình một buổi tối ngủ ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại clip tối ngày mai nhá. Nó tám bây giờ rất nhiều nhá. Các bạn cứ tha hồ lựa chọn và đặt hàng nhá. Dùng sướng lắm, nó tám dùng phê, cực kỳ là phê nhá. Và xin chào hẹn lại clip tối ngày mai nhá.